Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, căn cứ điều lệ đoàn và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, căn cứ kế hoạch phối hợp số 552KHBH/TDTNSGD và DT ngày 20 tháng 9 năm 2022 giữa tỉnh đoàn Hậu Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội đoàn trường học nhiệm kỳ 2022-2023. Để công tác tổ chức Đại hội đoàn trường Trung học Phổ thông Vị Thanh diễn ra đúng nguyên tắc, điều lệ đoàn quy định, Ban Thường vụ Đoàn trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đoàn trường Trung học Phổ thông Vị Thanh nhiệm kỳ 2022-2023 nhằm đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên của trường trong nhiệm kỳ 2021-2022, xây dựng phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2023 và bầu chọn bộ máy ban chấp hành đủ về số và mạnh về chất, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành đoàn Vị Thanh, chi bộ trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 28 tháng 10 năm 2022, Đoàn trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học Phổ thông Vị Thanh nhiệm kỳ 2022-2023. Đến dự đại hội gồm đại diện cấp thành phố có đồng chí Nguyễn Cẩm Lựa, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Vị Thanh. Lãnh đạo cấp trường có đồng chí Võ Thanh Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng hơn 70 đồng chí đại diện cho 33 chi đoàn của trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Đại hội đã thông qua chương trình làm việc của đại hội, trong đó có một số nội dung chính như dự thảo báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2021-2022 và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2022-2023. Ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự đại hội và biểu quyết văn kiện, phát biểu chỉ đạo của cấp ủy đảng và chỉ đạo của đoàn cấp trên, đại biểu đi bỏ phiếu, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới, v.v. Và sau đây là một số đoạn video mà chúng tôi ghi nhận được trong đại hội. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tích cực tham gia phong trào thanh niên tình nguyện, xây dựng duy trì các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực,
có được những ưu điểm trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của ban thiếu niên trường học tỉnh đoàn Hậu Giang, ban thường vụ thành đoàn thành phố Vị Thanh và chi bộ ban giám hiệu nhà trường, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của từng đồng chí trong ban chấp hành. Về mặt hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có ghi nhận những hạn chế sau. Thứ nhất, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện đôi lúc chưa được tập trung. Thứ hai, việc nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên đôi khi chưa kịp thời, chưa phát huy hết khả năng cống hiến của từng đoàn viên, hoạt động chủ yếu dựa vào công tác chuyên môn và nhiệm vụ học tập của từng đoàn viên, nên chưa đảm trách hết nhiệm vụ của công tác đoàn. Điều kiện thứ ba là điều kiện hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh niên đôi lúc bị hạn chế về mặt kinh phí, cơ sở vật chất, về thời gian, điều kiện vui chơi giải trí. Thì cũng có những cái sức tích nhỏ
rõ thôi. Cái điểm đánh nhau này cũng có xảy ra, nhưng mà thực tế anh cũng đã nói rất là đơn giản thôi, chỉ giao quyền nhau dùng những chiều một đại khái nhẹ nhẹ thôi. Và cái này thì cũng đã giao là kỷ luật đó, từ đó như vậy với anh là cái việc này là bị hạ kiểu cái đua của hai điểm cho một chuyện một rồi. Thì sắp tới thì đội trưởng sẽ tiếp tục có những cái đề xuất, những cái biện pháp để làm giảm thiểu cái tình trạng này. Rồi một cái ý kiến nữa của bạn Mỹ Anh, đó là số ngày nghỉ 90 thì nhiều quá. Thì có lẽ là những việc trước thì bạn Mỹ Anh không nhớ, nhưng mà những việc trước và những việc trước nữa là số ngày nghỉ này là 70 nhiều không nha, khả năng họ. Nhưng mà báo với các em luôn là năm rồi thì đua trường ta số ngày nghỉ là biết là thầy lấy cái chỉ tiêu mới là lấy 90 á, lấy cái chỉ tiêu giống như năm nay thì xét lớp văn hóa xuất sắc cuối năm đó nha, chỉ có ba lớp là số ngày nghỉ là dưới 90 rồi, còn tất cả những lớp còn lại thì hơn 100 á. Thì báo với bạn Mỹ Anh thì đi giảm xuống 45 chắc có lẽ không bỏ mình tới lớp của Mỹ Anh thì có thể cố gắng, nhưng mà là như năm rồi lớp của Mỹ Anh cũng không đạt đúng không nha. Và Mỹ Anh năm rồi như thế này cái máy được gì đó mình nhớ nha. Rồi bây giờ phương án thứ nhất là giữ nguyên cái chỉ tiêu là số lượng nghỉ là nhỏ hơn 90. Thì nếu các bạn đồng ý thì giơ cao cái đầu. Nhỏ hơn 90 nha. Ghi điểm về các em giơ cao lên nha, chúng ta biểu quyết giơ cao lên khỏi đầu nha. Cái phương án số 1 là giữ nguyên 90. Còn cái phương án số 2 là sẽ giảm xuống 70 luôn. Rồi bây giờ là phương án số 1 giữ nguyên chỉ tiêu 90. Rồi vậy xem như là sắp xếp 100% nha. Bây giờ tiếp theo có lẽ là nhờ thầy Võ Thanh Sơn, phó bí thư chi bộ, có hiệu trưởng dạy trường này để trình ký mong mỏi của học sinh là được cắt chạy những bài học. Kính thưa toàn thể đại hội, kính thưa các đồng chí, thì đến ngày hôm nay thì thế thì toàn thể chúng ta cũng là những cái thanh niên ưu tú, đa số là bí thư chi đoàn các lớp và lớp trưởng còn là ban trưởng của lớp. Thì đến đây mà những đại hội thì mới có 2 tiếng thì ta thấy là coi như ta đại hội đã chưa thành công. Thì trong cái thời gian chờ đợi ý kiến của đồng chí ha, thì hiện tại có 2 ý kiến thôi, thì có những ý kiến là đồng chí Út đã giới thiệu rồi, còn ý kiến thì có liên quan thì tôi cũng nói cho các đồng chí hiểu thêm một phần nữa. Thứ nhất về cái ý kiến của đồng viên lớp 12 chính, thì đồng chí ý kiến cũng là cái ý kiến chung đa số đoàn viên thanh niên và ngay cả quý thầy cô cũng mong mỏi những cái tâm tư nguyện vọng của các đồng chí, chứ không phải đi là đồng chí mong mỏi như thế. Về các hoạt động của đoàn viên thì rõ ràng là hơn 1 năm chúng ta là do tình hình dịch bệnh, về chúng ta học trực tuyến, về trở lại trường thì cũng mới tháng 2 thôi, chưa đầy 1 năm đúng không? Tham gia được rất nhiều các hoạt động và minh chứng thì chúng ta có được những cái thành tích trong báo cáo nào đó, thành tích về học tập, về tham gia những phong trào nghiên cứu, về phong trào khoa học nhân dân và những cái phong trào về cao đẳng lớp tiên sinh, thì đó là một cái cần phải đang tuyên dương của lực lượng đoàn viên chúng ta. Còn cái việc đồng chí ý kiến về cắm trại
chia làm một giáo viên thì rất ít, một cái đồng chí những cái năm trước là lái cái này rồi và chỉ là giáo viên cũng đã có rồi. Cái vấn đề là chúng ta biết là bán chạy làm cái nào và đòi hỏi chúng ta có nâng cao rất nhiều cái kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, nhưng mà lại cái khó khăn của nhà trường nhất là về điều kiện và thực chất, về kinh phí và về các cái hoạt động về ý thức của đoàn viên thanh niên, thì trong cái kế hoạch hoạt động của nhà trường thì năm nay là cũng là cái năm ta cần phải đẩy mạnh các cái hoạt động về văn hóa văn nghệ về hoạt động đoàn viên thanh niên, thì trong đó sẽ có cái hoạt động về tắm chạy và điều hành năm rồi không có thực hiện để tiến hành, và ngay cả là cái lễ ngày nhà giáo Việt Nam ta không thực hiện được, đúng không em? Thì năm nay là năm ta phải cho lại thực hiện cái hoạt động đó để nhằm để là nâng cao được cái ý thức trách nhiệm của đoàn viên, như là tạo cho các em có cái kỹ năng của tập thể, kỹ năng sống trong tương lai. Thì đối với quý vị là ở nhà trường thì thầy là cố gắng hết sức tham mưu với là chi bộ và ban giám hiệu để thực hiện cái việc là tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa cho đoàn viên, và trong đó là có hoạt động là trong nhà, còn không có nhà thì cũng sẽ có cái hoạt động gần như là trong nhà ngay trong năm hôm nay. Nhưng mà điều kiện chúng ta là gì? Chúng ta phải vận động được đoàn viên thanh niên là chấp hành tốt ý thức quy luật để cho lãnh đạo thấy, lãnh đạo tin tưởng cái tổ chức được. Bây giờ chúng ta mà không thực hiện được cái thứ như thế thì lãnh đạo không dám cho em tham gia, không dám tổ chức em tham gia thành như thế. Do đó ngay từ hôm nay sau khi ta thực hiện đại hội xong thì giờ mình là người đoàn viên thanh niên, mình tham gia đại hội giờ phải là tuyên truyền cho đoàn viên lớp mình các bạn có về ý thức kỷ luật, về học tập, về ý thức rèn luyện đạo đức tác phong nhân dân, thì lúc đó đã tạo thấy chúng ta có được thay đổi, có chuyển biến, chúng ta cần có các hoạt động để nâng cao được kỹ năng, thì hy vọng các em hiểu đó. Còn lễ tri ân nhân thành thì đây là một cái hoạt động sở dục đào tạo đã thực hiện trên dưới 10 năm nay, những năm trước là bắt buộc ở khóa 12 chuẩn bị ra trường thì sẽ tổ chức cái lễ trọng đại. Từ cái năm đại dịch tới nay thì sở có văn bản là khuyến khích các trường tổ chức lễ trọng đại cho các em, thì năm rồi là ta không tổ chức được, thì năm nay cũng đại diện cho các đại trường hứa cố gắng tham mưu để tổ chức cái lễ trọng đại cái lễ tốt nghiệp. Ủa, cái đó là có ý kiến là cái lễ tốt nghiệp cái này đó là cái kết quả tốt nghiệp của em, thì lúc đó là các em còn phải tranh thủ thời gian và chọn trường chọn nghề để chúng ta rút hồ sơ học thì nó lưu thì có thể là không có chức được. Mà hai cái hoạt động quan trọng đó là cái chống dạy và để diễn hành năm nay tham mưu cho lãnh đạo tổ chức một cái phong trào cho quái này. Chúng ta đã tham gia rồi, những cái phong trào là thường xuyên chúng ta cố gắng tham gia, thì sắp tới là sẽ có cái phong trào văn nghệ để chọn ngày giải quyết ra đó. Thì năm nay là cái năm năm chẳng là kỷ niệm 40 năm ngày giải quyết ra, thì năm chẳng thì được ta sẽ làm nó hoành tráng hơn trong lẽ. Rồi sau một cái hơn một năm bài, hy vọng cái bài đáng hơn là do đông công diễn rồi là trường chúng ta hiện nay là cơ sở vật chất cũng là đầy đủ và đội ngũ đoàn viên thanh niên chúng ta thì cũng đang trên cái tinh thần hăng hái tích cực, để hy vọng là sẽ thành công trong năm nay. Còn cái ý kiến của lớp 12A1 thì
quan và khách quan. Qua đó đã rút ra được những bài học kinh nghiệm. Đồng thời các đồng chí đã nêu ra được những cái hạn chế, những cái khuyết điểm yếu kém cần phải khắc phục sửa chữa. Tất cả những điều đó đã khẳng định được sức trẻ, vai trò và tinh thần cách mạng của đoàn viên thanh niên. Thay mặt cho chi bộ, ban hiệu nhà trường, tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần với những thành tích mà các đồng chí đã đạt được. Chúng tôi đại học năm học 2022-2023 là năm tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngành giáo dục cần mở mới mạnh mẽ về công tác quản lý, về chương trình, về phương pháp dạy học, về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, đẩy mạnh việc thi đua dạy tốt học tốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trước một năm học có ý nghĩa to lớn hơn bao giờ hết, vai trò của đoàn viên thanh niên ngày càng được phát huy và thể hiện thế mạnh xung kích sáng tạo để làm tốt được sứ mạng của tuổi trẻ. Tôi đề nghị các đồng chí thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất, về công tác chính trị tư tưởng. Đây là công tác quan trọng bởi vì chính trị tư tưởng là quyết định hành động và phong cách sống của mọi con người. Là đoàn viên thanh niên, chúng ta cần phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản và của Bộ và Bác Hồ vĩ đại. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đổi mới nhà trường để phát triển mạnh mẽ theo kịp với sự nghiệp đổi mới chung của đất nước. Chúng ta đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cần rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung nên làm, những nội dung không nên làm của đoàn viên thanh niên. Cụ thể như sau, những điều ta nên làm là gì? Ta phải là người xung kích, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sáng tạo, thân thiện, thường xuyên học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng. Đó là những việc đoàn viên thanh niên chúng ta cần phải nên làm thường xuyên. Những việc ta không nên làm là gì? Về phát ngôn không đúng, làm việc hình thức đổi bỏ, thiếu khiêm tốn và không tạo thể, không chấp hành kỷ luật, thiếu tinh thần đoàn kết, thiếu ý chí chiến đấu, thiếu chuẩn mực trong nội tâm, trong tác phong đạo đức chúng ta. Đó là những cái việc đầu tiên chúng ta phải chú ý. Những việc nào ta chân đánh ta phải chú ý. Việc thứ hai, về công tác chuyên môn nhiệm vụ của đoàn viên ta như thế nào. Nói đến công việc chuyên môn thì trước hết là phải nói đến nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, phát triển về phẩm chất năng lực của người học. Đây là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chính mà cả thầy và trò ta đều phải quan tâm thực hiện. Đoàn viên là giáo viên thì chúng ta thường xuyên nâng cao trình độ về chuyên môn nhiệm vụ trung học để tự tin hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn để phát triển năng lực sở trường của cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của mình. Đối với đoàn viên học sinh thì ta thực hiện nhiệm vụ như thế nào? Thứ nhất là ta phải học tập và rèn luyện, ta phải luyện đức luyện tài. Chỉ là một có một chỉ bộ có nhiều người sẽ được kính thưa toàn thể quý thầy cô cùng toàn thể
và bản thân cũng hoàn toàn ý kiến với những báo cáo về tình hình của đội trường trong nhiệm kỳ 2021-2022 và cũng đúng nhiệm kỳ 2022-2023. Trong những năm qua thì phong trào của trường tiếp tục phát triển cả về rộng và chiều sâu, có nhiều điểm sáng tạo, nhiều câu đột phá tạo những dấu ấn trong xã hội, đã góp phần đáng kể vào nội bộ của trường Võ Nguyên Thanh. Thì báo cáo với toàn thể các bạn thì đối với đoàn trường học của Võ Nguyên Thanh thì là một cái đoàn trường rất là lớn, đóng góp rất là nhiều những hoạt động của các thành phố trong những năm gần đây. Từ năm 2016 đến năm 2021 thì đoàn bộ thành phố Nguyên Thanh luôn là lá cờ đầu của tỉnh Hậu Giang, bốn năm thứ nhì và hai năm nhất. Trong đó thì những kết quả đóng góp của đoàn trường chúng ta thì bản thân tôi cũng như là tập thể các đoàn luôn ghi nhận những thành tích của các đồng chí. Bản thân tôi và ban đoàn cũng rất vui mừng và phấn khởi với những kết quả của những kỳ vừa qua, định hướng, những kỳ mới được các đồng chí tổng hợp chất lọc trình bày trong báo cáo. Một tinh thần hết sức cụ thể trong đánh giá kết quả điều hành tổ chức của tập thể ban chấp hành đoàn trường nhiệm kỳ 2021-2022 và báo cáo của những điểm trình bày tại hội, cũng như là phát biểu của đồng chí Võ Thanh Sơn cũng đã báo cáo nêu lên những định hướng rất là cụ thể từ công tác tuyên truyền nè, hoạt động phong trào nè, đến công tác xây dựng tổ chức đoàn và những hoạt động khác thì tôi hoàn toàn thống nhất với những nhận định đánh giá như là định hướng của đồng chí Võ Thanh Sơn đã chỉ đạo hết sức cụ thể, tôi không nói thêm. Ở đây thì tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để đại hội nghiên cứu thảo luận khi xây dựng và quyết định nhiệm kỳ 2022-2023. Thứ nhất là quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên học sinh, đảm bảo sự kiên định vững vàng trong đoàn viên thanh niên học sinh về sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, sáng tạo đa dạng nhiều nội dung hình thức phong phú. Quan tâm nhất là đạo đức học sinh hiện nay trong sinh hoạt cũng như là trong xã hội. Báo cáo đồng chí thì đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì luôn được đảng nhà nước ta rất là quan tâm. Ở đây thì nói thêm một số nội dung để trường trong thời gian tới chúng ta có định hướng. Thứ nhất là chúng ta nên có những cái hoạt động
Zalo. Nhiệm vụ chúng ta là ngoài chuyên học thì chúng ta cần phải có rất nhiều hoạt động văn hóa cho ngày thi tuyển nào nữa. Ví dụ như là ăn sáng ba thì chúng ta nên có một trận đấy, đúng không? Ăn sáng ba một trận là 10-15 tháng 10. Trường như là
Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.